Lên cho các bác một con máy dở nhất trong bãi các bác nhé. Các bác đoán xem chiếc đó chạy bao nhiêu giờ. Đây, bãi em cũng khơ khớ máy đây các bác nhé. Chỗ này vẫn chưa đủ đâu. Em vẫn đang tiếp tục về để ra Tết để quảng cáo và bán cho các bác. Đây, những chiếc này toàn hàng tuyển các bác nhé. Duy nhất có một con là sơn lại cái bộ vỏ thôi, còn lại là nguyên zin. Có hai con dặm qua cái sườn hông nữa thôi. Xem chiếc này bao nhiêu giờ nhé. 848 giờ. Răng ma IM2620. Chiếc này không phải là ít giờ nhất đâu các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi tìm con xe chạy ít giờ nhất cho các bác xem. Cái này là giờ thực tế đấy các bác nhé. 2100, 2200. Không phải con này. Con này là GL337. Xe em về còn chưa dọn cơ. Phải ra Tết em mới dọn để quay cho bác xem. 341 đi. Trước này là 1003 giờ. Trên nghìn giờ rồi. Chắc chắn là không phải là ít giờ nhất. Đây có con ZL245 đi. Ba trăm ba mốt giờ. Các bác thấy thế nào? Họ đã thay giờ vào thay nhớt vào 277 giờ này. Đó. 23 tháng 4, không biết năm nào. Đấy, các bác thấy không? Xe này em chưa dọn nhá. Chiếc này tuy giờ ít nhưng mà họ để ngoài trời hoặc là để lâu ngày quá không hoạt động các bác nhá. Nên là cái bộ mâm này bị rỉ này. Nhưng mà ốc tán các thứ là màu nguyên si sáng sủa. Các bác nhìn này, cái chỗ chân ga còn chưa mòn hết này. Nói chung là cái giờ cũng không quan trọng lắm nhưng mà chắc khá nhiều bác sẽ không tin. Em đưa lên cái xe hiện tại ở cửa hàng đang là 300 giờ. Chiếc 245 ZL1245. Chiếc này em đang bán với giá hơn trăm nhá, hơn trăm tí thôi. Các bác lấy cả sới thì em để cũng giá hợp lý cho. Trăm mấy thôi các bác nhá.